xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình làm một bữa cơm. Đấy. Chuẩn bị con gà từ tối hôm qua về. Đây là con gà Thiến. Hôm nay sẽ mổ con gà Thiến. Hôm qua mẹ mình bắt từ tối hôm qua nhốt vào đây. Bây giờ mình sẽ bắt nó ra. Từ từ. À cũng béo đấy chứ. Hơi ngực to đùng đấy. Gà này mới là gà xịn ngon. Tí luộc lên rồi nhỉ. Gà luộc thôi. Làm món luộc cho nhanh. Ủa chân nó kìa, cựa dài ngoằng này. Đấy, sạch rồi, mổ được rồi. Đây là gà đen, gà lai. Lai gà đen. Cánh nó vẫn đen này, chân đen. Thịt hơi đen đen. Thì mổ ra xem ở trong là xương nó có đen không. Đấy, bên kia là nhà bác đang làm bún này. Mình sẽ đi quay qua cho mọi người xem nhé. Ây da, chín chưa? Chảm bếp luôn, mình quay ấu á. Đấy, làm bún thủ công này. Chắc ở trên khu mình mới có thôi, nhiều nơi là chắc là bỏ hết rồi. Còn một mẻ nữa. Đây cho vào đây xong là lấy cái chày giá cho nát. Xong bắt đầu mới nặn cho vào khuôn. Đấy. Lúc không? Tuông đi. Cháu. Đấy bây giờ mới vớt ra. Lúc nào bún chín thì nó nổi lên. Nó nổi lên thì mình lấy cái vợt này mình vớt ra. Cái vợt hơi to. Nhìn nó hơi thô một tí. Mà đúng bản sắc. Cái vợt này không phải vợt vớt bèo đâu nhá. Vợt chuyên dụng để vớt bún thôi. Ấy lần này lâu lắm mình cũng không thấy cái cảnh này rồi. Đấy bây giờ mới đi ngâm. Đi ngâm nước. Đấy bây giờ mới ngâm nước này. Ngâm xong là lúc nào vớt ra đây cho nó khô. Đấy như cái này là được rồi này. Xong để ráo nước nhá. Đấy, giờ nó đang nóng này mà. Bún này ngon lắm, bún tự làm. Nguyên vật liệu là toàn địa phương tự cung tự cấp. Đấy, thử một miếng xem là có ngon không. Đấy, mình sẽ làm thử một miếng nha. Ngon. Nhìn rất hoành tráng. Bây giờ ít nơi có những cái bộ khung, bộ khuôn này lắm. Bây giờ hầu như họ bỏ hết rồi.
Ép xuống nó lúc nào cái dây cáp này nó căng đét luôn. Xong rồi nó nát hết đấy nhờ. Ép xuống chặt quá. Đấy, trong này không có gì rồi. Ép xuống hết thành bún rồi. Đây nha mọi người nha, bây giờ nó nổi lên thì bắt đầu vớt ra. Bây giờ chắc mình đi lên nhà mình để làm cơm thôi. Tí trưa nay với ông ngoại của anh Thắng sẽ vào nhà mình ăn cơm. Đấy, mấy con gà đen. Đấy, gà cho lên luộc rồi này. Mình cho canh vào nhiều, cho nước vào nhiều để tí lấy cái nước này để mà mẹ mình làm bánh luôn. Nên là đun hơi nhiều nước một tí. Sôi rồi, bắt đầu sôi. Chắc chín rồi nhờ. Vớt ra đi rồi, béo nhờ. Càng đét. Gà này gà thiến nhưng mà lai với gà đen. Đấy, vớt vào chậu đấy, tí nó nguội thì chặt. Cái này là đun canh măng à? Ừ, đun canh măng. Đấy, chân với củ cánh là mình sẽ nấu chân và nấu với măng. Măng khô ấy. Đấy, bây giờ là cho một nhí xong là đảo lên cùng này. Cùng với cái thịt băm kia. Để làm nhân bánh tẻ. Đen này. Ui, con này mới thế nhỉ.
gà thiến. Để cong à? Để một cái cho pin. Pin con nó có lên ăn cơm? Nó không lên, mình cầm ra cho nó. Gà cái nước kia ra không bấm bắn. Con này không biết bao nhiêu lâu rồi ấy nhỉ? Mấy năm rồi, 3 năm rồi. Làm gì? Phải được 3 năm rồi chứ. Chặt bé quá. Rồi. Đây nha mọi người nha, đây là bắt đầu chuẩn bị làm bánh tẻ đây. Bây giờ sẽ đảo xong là khuấy đều. Đấy. Đổ vào xong là khuấy trực tiếp trên bếp này luôn. Giảm lửa tí không nó cháy. Lấy thêm nước. Cái này là mình không được đun lửa to, không là nó sẽ bị cháy ở đít nồi. Cho thêm một tí nữa đi. Cho nước này vào nhé. Cho nước luộc này vào. Đấy, nước này là nước luộc gà nhá, nên là nó có nổi cái váng mỡ này lên vàng vàng này. Làm bằng nước luộc gà thì nó sẽ ngon hơn. Khuấy thì nó khắc tan hết mà. Bây giờ cứ khuấy đều này là được. Đây bây giờ mới bắt đầu gói bánh này, bánh tẻ này. Chị Biên ở nhà có gói bao giờ không? Không. Không á? Lên đây mới biết gói đấy. Lần đầu tiên à? Lần đầu tiên gói bánh đấy. Đây là nhân nhá. Mộc nhí mình trộn với thịt. Em chào anh nhá. Chào ông. Vâng, đấy nhà cháu ở đây đấy. Cũng gần đây mà. Vâng. Vâng, chào cháu. Chào mấy bác nhá. Không phải nhá. Vâng. Nhìn bác biết ngay rồi. Rồi, chào cháu. Cháu chạy đâu rồi rồi? Chào cháu này rồi đó. Đi. Con chào bác đi. Đây bố vợ cháu. À. Vâng. Con chào bác đi, chào ông đi nha con nhé. Chào nhé. Chào à. Đang đi mẹ ngồi đây. Đây, ông bố. Biết phòng bây giờ biết phòng. Chắc có. Bước rồi đi. Sau đó là nhìn nổi rồi em xin phòng. Bên phòng là kéo rồi muốn ở bộ trí rồi. À dạ. Bác con đâu? Đây món gì này, nộm à? Nộm lòng ấy. Lòng ấy mùng à? Vâng. À đây chảy giặt ở đây khó bắn hết rồi anh mà. Đây là măng. Cái món này là măng khô. Cái này ra vẻ khô quá rồi. Cá này khô quá là nó cứng nhỉ anh nhỉ? Cá rồi. Của cô Dự ấy. Có cá nướng à? Khô quá, khô quá. Nướng than. Ơ nhà anh nhỉ? Béo béo. Thôi, cháu là mấy ông nhá, em mời anh nhá. Vâng. Cháu mời luôn. Em mời anh. Như thế. Anh rể à? Anh rể, anh rể thứ hai. Anh rể thứ hai à? Vâng, cháu mời ông. Chắc hơn tuổi em ý nhỉ? Anh 88. 88 à?
Còn anh rể cả là nhiều tuổi rồi. À. Anh này gần đây với Vị Xuyên chứ phải không? Vâng, anh ở Vị Xuyên. Vâng, rồi rồi. Rồi. Mát nhỉ? Dạ vâng. Mời mời cô đây. Rồi, xin mời mọi người nhá. Tên tự nhiên nhá. Sinh 61 rồi, em 20 tuổi. Ông ơi, tự nhiên nhá, anh Thắng nhá, tự nhiên nhá, em không cắp. Cá mắm, à cá đấy, cá cá. Còn cái kia cá bống rán đấy. Bố em rán đi. Có mỏ mẹ cá này nè, gặp ông rồi. Gặp ông mấy đứa. Lấy cái gì gì? Không, ta mở đi lấy cái gì đi. Măng này măng gì mà vẫn chua chua nhỉ? Măng nứa anh ơi, sáng nay em mới mua. Ờ vâng. Bá vào mới nhỉ. Không, không phải, không phải gắp riết gì đâu. Không gắp đâu. Gắp ngại. Dương Minh Thuyên. Bố em là hay gắp lắm, gắp một lượt đầu ấy. Tí là lại quên gắp không? Đúng rồi, tí nữa là quên ngay. Sợ ấy quyền như là ông tay TV lại lên tiếng nữa. Xong hết rồi. Xong hết rồi là đâu em? Đúng rồi, bây giờ ra nói mà ngoài hết thì ai vừa trồng có ở em vừa nhập một ướp thám. Vâng. Mình không có chân đâu, bác có gọi đi ạ.